Giờ mình xin mời các bạn và các anh các chị hãy dùng thử cái cốc sữa chua sầm Milo của mình nhé. Xin mời nhé. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thôi mình thì nuốt hết kỹ đã, xong bắt đầu mình mới chia sẻ được với các bạn nhé. Mình cảm giác có một cái xin chào các bạn và các anh các chị nhé. Rất vui hôm nay mình lại được gặp các anh các chị và tất cả các bạn. Thì hôm nay mình lại đang muốn chia sẻ với các bạn và các anh các chị là một món, nó là món đồ uống sữa chua dầm Milo nha các bạn. Để làm ra cho cái cốc sữa chua dầm Milo thì mình đã chuẩn bị cái cốc 500ml nha các bạn. Thì cái nguyên liệu cho một cái cốc sữa chua dầm Milo này đã bào nha các bạn, và sữa đặc, sữa béo và sữa tươi nhé, và sữa chua. Bây giờ mình xin mời các bạn hãy bắt tay vào làm của mình nhé. Trước tiên là mình sẽ cho cái phần đá bào vào trước nhé. Hôm nay đá bào thì mình chỉ dùng được khoảng tầm 200ml đá bào thôi nha các bạn. Khi đá bào của mình đã lấy vào xong cốc xong thì các bạn sẽ dậm nhẹ xuống một chút nhé, dậm nhẹ xuống một chút như đấy để cho cái đá bào của chúng ta nó được dí chặt xuống nhé. Hai nữa là các bạn sẽ lấy cái thìa này các bạn ạ, bạn sẽ dẹm dẹm một chút nhé, dẹm một chút như thế này để cho cái đá bào của chúng ta nó được chặt nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng một hộp sữa chua nha các bạn. Mình bóc cái hộp sữa chua này ra này, giữ lấy cái nắp nhé. Giữ nắp xong bắt đầu chúng ta sẽ quấy đều trong cái hộp sữa chua này nhé. Hộp sữa chua hoặc là cái hũ sữa chua như thế này các bạn ạ. Đấy, mình thì mình hay dùng bằng cái cách như thế này nhé. Mình sẽ đổ cái sữa chua vào trước nhé. Thì khi mình đánh vậy là cái sữa chua của chúng ta nó được nhuyễn ra các bạn ạ. Nó sẽ không bị một cái cục to trong cái cốc nhé. Nó sẽ quyện đều vào trong cái đá và sữa nó dễ hơn nha các bạn. Khi lúc chúng ta dùng thì nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Thì khi sữa chua mình đã cho vào trong cốc rồi thì giờ bắt đầu mình sẽ cho sữa đặc nha các bạn. Sữa đặc hôm nay mình chỉ sử dụng là 20ml sữa đặc nha các bạn. Mình sử dụng cái sữa đặc là Ngôi Sao Phương Nam nhé. Mình sẽ vét. Khi mình cho sữa đặc rồi thì giờ mình cho thêm 20ml sữa tươi không đường nha các bạn. Mình cũng sẽ đổ vào trong xung quanh cái thành cốc nha. Miệng cốc. Bây giờ mình sẽ cho thêm 20ml sữa béo hoặc là sữa rích nha các bạn. Mình cho thêm 20ml nha. Các bạn ạ, khi sữa chua, sữa đặc và sữa tươi và sữa béo mình đã cho hết vào trong cốc rồi nhé. Bây giờ mình sẽ dùng thêm một chút chanh tươi nha các bạn. Một là các bạn vắt thẳng vào đây, hai là các bạn sẽ vắt vào trong cái cốc hoặc trong cái mưu như thế này để các bạn lựa cái hột nhé. Khi chúng ta cho cái chanh tươi này vào thì nó tăng thêm cái vị tươi và cái độ thơm của chanh lên rất là nhiều nhé, và vị chua nhé các bạn ạ. Mình chỉ cần sử dụng thêm 5ml nước cốt chanh thôi nhé. Bây giờ mình sử dụng thêm hai cái vả chân châu trắng nhé. Hôm nay mình sử dụng chân châu trắng hoặc chân châu ba quy cũng được nha các bạn. Đấy, mình thì hay gọi là chân châu trắng nhé. Đấy, còn đúng là chân châu ba quy nhé. Mình sẽ cho vào trong cái cốc nha các bạn. Các bạn ạ, vậy là mình sắp xong trong một cái cốc là sữa chua dầm Milo rồi nhé. Bây giờ cái cuối cùng chúng ta sẽ cho một gói Milo nha các bạn. Gói Milo ở đây này thì là nó sẽ có 22g nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt xong mình đổ cái Milo vào nhé. Một cách làm rất là dễ, rất là đơn giản các bạn ạ, mà chúng ta lại được một cái cốc nước rất là ngon. Mình sẽ đổ nhé.
các bạn ạ. Vậy là mình đã được một cốc sữa chua dầm lô rất là thơm, ngon nhá. Một cách làm rất là đơn giản. Các bạn ạ, vậy là mình đã làm xong cho một cái cốc sữa chua dầm Milo rất là ngon nhé. Thế giờ mình sẽ trang trí thêm một cái bánh nữa nha các bạn. Nay mình sẽ trang trí cái bánh quế nha. Khi các bạn làm xong rồi, các bạn sẽ dùng hai cái bánh quế các bạn trang trí này nhé, để cho cái cốc Milo sữa chua của chúng ta nó sẽ tăng cái phần hấp dẫn hơn nhé. Giờ mình sẽ cắm ống hút nhé. Đấy, mình sẽ đậy nắp các bạn ạ. Mình cắm ống hút nhé. Mình xin mời các bạn chiêm ngưỡng nha. Đây, một cách làm nó rất là đơn giản, trông rất là ngon nha. Đây các bạn ạ. Là mình đã làm xong ra một cốc sữa chua dầm Milo nhé. Bây giờ mình sẽ cắm thêm cái thìa nữa nha. Mình cắm thêm cái thìa nữa và mình sẽ đánh đều cái cốc sữa chua dầm Milo này lên, xong mình thưởng thức xem cái hương vị nó có hấp dẫn không nhé các bạn ạ. Giờ mình xin mời các bạn và các anh các chị hãy dùng thử cái cốc sữa chua dầm Milo cùng với mình nhé. Xin mời nhé. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thôi mình phải nuốt hết kỹ đã, xong bắt đầu mình mới chia sẻ được với các bạn nhé. Mình cảm giác có một cái vị rất là ngon nhé. Ngon từ sữa chua này, sữa đặc, sữa tươi và sữa béo cộng với Milo nữa. Và chúng ta uống kết hợp với để đá lạnh. Hôm nay mình sử dụng đá bạc nên là khi chúng ta dùng hút được một cái vào, nó quyện được hết toàn bộ cái nguyên liệu của chúng ta, hãy cộng thêm một chút trân châu nữa vào để mình cảm giác được cái độ dai dai giòn giòn của trân châu nhé. Nên một lần nữa thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và tất cả các anh các chị đã luôn quan tâm theo dõi cái video của mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị và tất cả các bạn nhé. Chúc tất cả các anh các chị và các bạn luôn tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.